Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Zbotcoin. Thì đây là đăng chủ dự án nhé. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 600 token ZBX. Thì hiện tại thì con Zbotcoin này nó đã có mặt trên CoinMarketCap và cũng đã list trên hai sàn giao dịch, đó là sàn Finabot và sàn Windas. Thì hai sàn giao dịch này mình cũng cho là hai sàn giao dịch rác thôi các bạn. Thì hy vọng thì sau này con Zbot này nó sẽ list trên các sàn giao dịch lớn hơn ha. Thì giá hiện tại của nó là 0.0043 đô cho một token. Giá hiện tại nó đang tăng lên 74% rồi các bạn ạ. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Và ở row này là row 2 nha các bạn. Thì các bạn mở con bot ra. Trên bot thì các bạn ấn start để chat với bot. Tiếp theo thì các bạn ấn vào continue. Sau đó các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả dưới đây. Ok, sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram group cho nhiệm vụ đầu tiên. Các bạn ấn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Mạng lag quá các bạn. Ok, sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot nhé. Các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Lắc quá các bạn ơi. Chúng ta tiến hành join vào kênh channel. Ok. Thì tổng cộng của con này là có 200 triệu token thôi các bạn. Thì như các bạn đã thấy ở đây thì nó sẽ phân phối cho chúng ta vào tháng 2 năm ngày 20 tháng 2 năm 2021 nha các bạn. Thì con này là có ví riêng các bạn, nó có ứng dụng riêng, có ví riêng. Ok, sau khi các bạn join vào kênh channel xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter, like và retweet lại pin bot. Các bạn vào on Twitter. Thì trên Twitter của dự án Zbotcoin này, các bạn tiến hành nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đã game này nè, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn vào retweet tweet lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là download app và Ressinger. Chúng ta tiến hành đăng ký tại app và đăng ký nha các bạn. Như vậy là hiện tại thì cái app này nó chỉ có cho Android thôi, còn iOS thì hiện tại nó chưa cập nhật nha các bạn. Các bạn ấn vào phần Zbot Android app này giúp mình nhé. Các bạn ấn vào đường link này. Oh. Như vậy là mình không tải được rồi. Thì bạn nào mà dùng Android ấy, thì các bạn ấn vào phần Zbot Android app này này. Sau đó các bạn tải cái ứng dụng này, ứng dụng quý của Zbotcoin này về giúp mình nhé. Thì sau khi các bạn tải về thì các bạn đăng ký bằng email thôi nhé. Rồi mình lấy cái link cho iOS nha. Mình tìm cái link cho iOS nha các bạn. Thì hai cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả. Mình sẽ dẫn lại link download app cho iOS dưới phần mô tả cho các bạn nào mà dùng iOS. Các bạn tải app và đăng ký nhé. Hiện tại thì nó chỉ có là trên Android thôi. Buồn thế nhỉ. Hồi nãy mình lấy cái link ở đâu ta? Đợi đợi mình tí nhé. ZBX, từ từ đợi mình tí. Mình lấy cái đường link của iOS đã.
Ok. Đây đây đây, xong rồi nè, nó ra, nó hiện ra rồi nè. Thì bạn nào dùng iOS thì không tải app được á, thì các bạn có thể đăng ký một tài khoản quý trên ứng dụng quý á, trực tiếp lên đây luôn nhé. Còn bạn nào mà dùng Android á, thì các bạn có thể tải cái app về, sau đó các bạn đăng ký giúp mình nhé. Thì cách thức đăng ký cũng tương tự thôi. Thì đầu tiên thì đăng ký thì các bạn first name là họ của các bạn này, last name là tên đệm và tên của các bạn nhé. Tiếp theo là email, thì là các bạn điền lại email giúp mình. Sau đó là mật khẩu, mật khẩu thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nhé. Sau đó dưới phần đây thì các bạn nhập lại mật khẩu. Ok, sau đó thì các bạn ấn nút sign up. Ok, như vậy là mình đã đăng ký thành công nhé. Thì bạn nào mà dùng iOS á thì có thể đăng ký như mình giúp mình nhé. Còn bạn nào mà dùng Android thì các bạn trên con bot các bạn tải cái app về giúp mình. Bạn nào dùng Android các bạn nhấn vào chỗ Gboard này, Android app này, các bạn tải app về và đăng ký tương tự như mình thôi nhé. Còn bạn nào mà dùng iOS thì có thể đăng ký như mình đi, đăng ký cho mình trước đi. Sau này khi nào nó ra cho iOS thì chúng ta tải sau. Ok, thì sau khi các bạn tải app về và đăng ký rồi thì các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn vào nút Done. Chúng ta tiến hành điền lại thông tin nhé. Sau đó thì các bạn đã hỏi chúng ta đã join vào kênh channel chưa, thì các bạn ấn nút Done. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái username từ Twitter. Username từ Twitter thì các bạn quay trở lại từ Twitter. Các bạn ấn về từng nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Chúng ta sao chép lại cái username từ Twitter, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại email mà bạn đã đăng ký trên cái quý nhé các bạn. Thì bạn nào mà dùng Android á, thì các bạn tải về, sau đó các bạn đăng ký và các bạn đăng ký bằng email, sau đó các bạn điền lại email. Còn bạn nào mà dùng iOS thì các bạn đăng ký như mình lúc nãy mình hướng dẫn các bạn đăng ký nhé. Sau đó các bạn điền lại email của các bạn. Điền lại email các bạn và đã đăng ký trên quý nha. Để sau này nó sẽ phân phối tiêu về quý này cho các bạn ấy. Nó phân phối token theo email của các bạn nhé. Ok, sau đó các bạn gửi cho bot. Sau đó thì hỏi chúng ta đã join vào kênh liên kết với dự án chưa? Thì bạn nào chưa join thì các bạn ấn nút Avatar Channel này. Thì nguồn liên kết với dự án hôm nay là nguồn iRob 6. Thì nguồn iRob 6 cũng là một nguồn iRob rất là uy tín nha các bạn. Thì sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn nút Done. Ok, thì sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được là 600 token GBX. Thì nhiều bạn sẽ hỏi nó phân phối về đâu, thì sau này nó sẽ phân phối theo cái email của bạn mà các bạn đã đăng ký trên quý app của dự án Gboardcoin này nhé. Nó sẽ phân phối trực tiếp về quý đó cho các bạn. Thì ngày phân phối thì nó cũng để trên đây luôn rồi, nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 2 năm 2021. Và đây là link red của bạn này, các bạn copy lại link red đi tin thoảng bì để nhận thêm token. Thì qua một lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 50 token GBX. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 600 token GBX từ dự án Gboardcoin. Còn đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.